Một người chết tại chỗ, hai người nguy kịch sau tai nạn xảy ra trên đường DT743, đoạn qua phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Theo thông tin ban đầu, tai nạn xảy ra khoảng 16 giờ ngày 16 tháng 9 năm 2018. Lúc này, một thanh niên 22 tuổi quê ở tỉnh Kiên Giang chạy xe máy chở theo một người bạn, lưu thông trên đường DT743 hướng từ Tân Uyên về Dĩ An. Qua khỏi ngã tư Miếu Ông Cù được khoảng 500m, xe máy này đã va chạm với xe máy khác do một người đàn ông điều khiển. Sau va chạm, cả ba người ngã ra đường, thanh niên 22 tuổi chết tại chỗ, hai người còn lại bị thương nặng và được người dân chuyển vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Thân nhân người tử nạn đã tới hiện trường gào khóc thảm thiết. Vụ tai nạn còn khiến hàng trăm người dân hiếu kỳ đứng theo dõi kính hai bên đường, khiến tuyến đường huyết mạch của tỉnh Bình Dương hỗn loạn, kẹt cứng kéo dài. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.